โอเคមកសួស្តីអ្នកភ័យយើងតមេរៀនទៀតហើយវីដេអូថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពី recycle view អញ្ចឹងមុនចូលដល់មេរៀន recycle view យើងត្រូវដឹងថា recycle view ជាអីក៏ប៉ុន្តែ recycle view គឺដូចតែ list view ដែរវាជា list សម្រាប់បង្ហាញ data អញ្ចឹងព័ត៌មានយើងអញ្ចឹងវាដូចតែ list view ដែរទេបងថា recycle view វាចេញក្រោយ review ហើយ recycle view វាស្រួលប្រើជាង review វាល្អជាងវាមាន function ល្អល្អសម្រាប់ប្រើច្រើនអញ្ចឹងហើយបច្ចុប្បន្នគេប្រើ recycle view ច្រើនជាង review អញ្ចឹងយើងឲ្យយើងអាចធ្វើការ custom វាបានស្រួលអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរវីដេអូនេះយើងនឹងនិយាយវាគ្នារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់កើតនៅ recycle view ខ្ញុំចូលទៅទី layout ដែលយើងចង់បង្កើតចង់ដាក់នោះហើយយើងដាក់នេះដាក់នេះមកហើយយើងបង្កើត recycle view មកអូខេយើងវាយតែ recycle យ៉ាងមកវាចេញមកអញ្ចឹងបានហើយអានេះយើងដាក់ match parent ទៅយើងដាក់អានេះ match parent ដែរโอเคហើយយើងដាក់ idea វាយើងដាក់ ov យើងដាក់ ov ទៅទេយ៉ាងមកអូខេ ov show យ៉ាងមកអូខេ review show យ៉ាងមកអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវការមាននៅជាធម្មតាយើងប្រើ recycler យូរដើម្បី custom នៅ adapter របស់យើងអញ្ចឹងយើងមាន layout មួយជា layout បង្ហាញអូខេចឹងខ្ញុំដាក់ថានេះដាក់ថាយើងដាក់ថា custom layout ឲ្យយើងចុះយើង custom the layout ឲ្យយើងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅអ៊ីនធឺណិតឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលបន្តិចទៅថាតើ custom layout ហ្នឹងវាមិន custom resize អូខេក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ធ្វើរូបរាងបែបយ៉ាងចែអូខេបើសិនជារូបរាងធម្មតាវាមានតែមួយមួយឯងឧទាហរណ៍ថាយើងមានឈ្មោះមួយអញ្ចឹងយើងមានតិចអីមួយវាប្រហែលតែតិចមួយមួយឯងអញ្ចឹងយើងអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេវាអត់ស្អាតទេឧទាហរណ៍យើងមកលីមកលីរបស់យើងយើងត្រូវការមានរូបភាពត្រូវការមានអក្សរអី title description date time អីចឹងទៅយើងមានច្រើនអញ្ចឹងបើសិនយើងប្រើ default វាបានតែមួយមួយឧទាហរណ៍ឈ្មោះបានតែមួយរូបភាពបានតែមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវការ custom នៅ layout របស់យើងដើម្បីបានម្លិះអញ្ចឹងបានរូបភាពបានអីដាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវការ custom អូខេអញ្ចឹងបានខ្ញុំធ្វើការបង្កើតនៅ custom layout របស់យើងមួយហើយ custom layout តាមអ្វីយើងដាក់ឥឡូវថតថាខ្ញុំមាននេះប្រើ left tilde អហើយrectangle អូខេពីណៃទីដាក់ថា TV title អីចឹងអញ្ចឹងដាក់មកអូខេហើយយើងដាក់តិចវាស្រួលមើល title size វាតិចណាហើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំមាន description មួយទៀតមកអូខេ description មួយទៀតមក description អូខេហើយយើងដាក់ below មកឲ្យវា below layout ហ្នឹងអូខេTV title โอเคវានៅក្រោមគ្នាโอเคអញ្ចឹងយើងមាន layout ថាយើងមាន12ចឹងចុះជាធម្មតាវាយើងធ្វើមែនតើយើងមាន
bộ hiệp mình lấy tiền chẳng hạn ha. Nâng này chính như bạn là custom layout ở dưỡng và lấy cái dưỡng bàn này đi vô và dưỡng chóng dưỡng càng nghe dưỡng mặt tốt dưỡng tự châu từ màn main activity mà dưỡng ấy dưỡng tự đăng tha viêm miền ở đi bộ về dưỡng ai reference nơi recycle ẩm vô và dưỡng hay dưỡng I always show must not find you my ID nhưng mà ok hay dương áo giờ thôi mình đã recycle view về miền ở quay mình đi chơi bảo vệ về miền mình đi chơi bảo vệ trong tha về recycle view về miền lại mình đã bị sai trong ha. Yeah, layout bỏ dưới nó dùng ai bình đề chồng hay mà gián tiếp dùng ai thường trẻ bàn tiền vì mình tâm khí nhân trẻ hay vì mình ốc chùm hiếng ốc đi ốc và chờ yên chẳng ta mà dễ dùng trở ca tay ở layout này chờ bỏ vì dùng trở ca layout này chờ bỏ vì chẳng dùng chỗ trực căn đi vào dùng vệnh máu hay dùng trở cả layout này cho vì hay đợi layout này cho với nhóm bạn copy tục ấy ok nhóm chờ được sẽ ok chọn nó nhóm chờ được sẽ dùng audio visual và dùng ok ok no một khối nữa. Oh, get application list. Ok, và nắng mình đây là layout manager với vì mình layout manager với dân IOV dân recycle và dân sách nơi layout manager và dân hết dân prompt nơi bộ phê layout và dân ha. Ta viết chi bộ phê layout linear layout có relative layout mình lấy tha bà sân chỉ việc chỉ linear layout vì mình bậc hết về tiệt ta linear layout mình lấy chờ bảo vệ nâng cư chỉ bậc hết vertical rồi mới có horizontal ok anh chẳng bậc hết layout viết cư chỉ vertical và dưỡng đã horizontal vì chỉ bậc hết horizontal vì ốc bài trong hiên chạy vì chuyện đất lắm vì làm được chuyện bà sân dưới dưỡng đã vertical mình lấy ốc bị crown lang lờ ok ở ở phía lớn cho cầu mà trong cái này dùng đã for này nên mình này dùng ở phía lớn cho cầu hay mà xin dùng đã true mình này thao ở phía cầu lần lên rồi vậy ok ok phát năng dùng ba này anh chẳng dùng trở cả là adapter nó bay sạch về chỗ đôi ta dùng riêng là lưu dụ chứ dùng trở cả là adapter và dưới nó bay sạch chỗ anh chẳng dùng trở cả từ bậc cao lập biên mùi máu adapter và dưới ok, dùng mình hành đạp tờ bởi dưỡng ok, dùng bất cả các nhóm đạp thang My Custom Adapter chẳng chắc My Custom Adapter ok, Adapter say khóc ok anh chẳng Adapter bởi dưỡng dùng trời extend vì chánh P recycle view dot adapter hay nó không nghe cứ chiêu view holder và dưỡng là view holder và dưỡng dưỡng tất cả và cả tiết hình chẳng view holder nó nguyên chìa class mối này dưỡng bậc cả hay viên mình tuần tí dùm rắp store đỏ xóm tục nơi ở nè ta và dưỡng đa dưỡng bàn old porter dưỡng á là nạn hai dưỡng old porter những người ta để dựng bàn ốp hot nó viên store tục đỏ xanh xanh nó bên để dựng ốp mà với viên đường sâu để ta từ này mà dựng nhiều viên nhưng dù phải chờ tới bên đây thà bên để ta để dựng ốp bát chân tới viên nơi memory nó là bên dựng ốp mà với vì si memory vì lời mà thèm thì bên đây là viên đăng ra tên để ta nó chỉ để ta chắc luôn với con chỉ để ta thầm bây giờ cứ video tầng ọc tập hình chẳng thử ai biết cái memory tư sắp
ai si càng là khả năng càng là khả năng ai đen dần dần này anh chúng dùng từ càng là khả năng mới dần lại tất cả sắp khả năng public khả view holder chẳng mong hãy dùng từ extend vì tránh phí khả view holder này chỉ khả thông mà viên ok hãy dùng từ cá bằng cách để constructor ở việc hãy trong được này đi hãy để dùng cái lại này dùng đặt làm lại custom dùng cho này hãy dùng miễn bảo mãn ví dụ mà dùng đặt cho nào ok TV title tiếp TV this ok description dùng đó ok hãy dùng tới file vì mình đây là dùng ở phía holder tục ở hàng dần mình giống như bạn ai hát file nhiều bạn ai đi để tổ hợp bán này đời sao thế vì tôi ca chọn căn nơi dù ví dụ giống như tôi ca hát ví dụ như dân tàn lợi ai thâm dù nè ai thâm dữ được file nhiều ai đi vì phải lại nâng tiếp ok bây giờ copy file mở this bao nhiêu TV description bao nhiêu ok hơi tầm năng dương bà ấy mình giống dương tự do class bao nhiêu nè you order bao nhiêu đã cho được nóng ok và hai chữ vi ai dùng cho anh class này ok anh ấy dùng đã my view cho my view order cho ok có mời ok chứng dương tự do à khá là nhiều bạn đã xây lắm tôi đã cho mình này ok cái tổ mới dùng cho ở phía import là khá là nó ok bà này import là khá là dùng cho tiếp mọi implement measure chúng tôi bày tiếp ok bà này nên chẳng nhưng mà cái này constructor này khá mai này là mỗi nó ok, mấy cô tới dịp tôi dùng nó ok mấy vị tên nhẹ nhảy ọt chứ ok, anh em mình ấy đấy, mình đồng viên là đáy hoàn hai với khóc hết khóa hoàn viên này ok ok trời tại sao mà anh dương ban bậc cao là khó nghe nhảy chứ còn ấy tùm rung viết từ đấy đôi chập từ này đó nên này chứ dương bậc cao nơi constructor này là my custom adapter mình nói ok chẳng đo dùm này nhỉ cái lại để ban dù chẳng dương trời đầm tháng tái dương miên đề tài là chúng để ta vào dưới dân trơn bên model mới model khá mới nằm bay store tục này để ta vào dưới mà lấy đặt thêm model person cho ô model này bỏ miền mùi cho nhu mùi cho ok hỏi nực nằm nắng dân miền ở private này string ngồi mà hay dân đặt thay thò viết ok hay dân private này string mùi tiền mà dân đặt description ok hay dùng cho cả generate nơi getter setter nghĩa ok hay dùng bot tam constructor nghi sru chiến ok ni cứ mình chào và đến getter setter ni hay dùng ai mình chào và xong mình mở mở android ok chân dương ở lại sử dụng này ok chân dùng nhìn tầm nắng hay chân nhưng từ cả giờ tất cả nền list mới đã bỏ hết từ tổ máy dùng bỏ một đề nhu và dùng cho nó ok dùng đặt thả một đề
Okay, tập tốt mà. Dân là constructor và dân dân trời bỏ review cho đi bỏ dân cho nó. Như model new là list này new này mà. Ok. Được khi tới list này new. Dân là tốt mà nó phải để dân hai constructor nó dân trời. Ôi tầm này gì dùng đặt list đoạn list mà nắm list ok chẳng nó lại nè cái lại my view holder nè mình đây thay dương cái lại như dương tự đằng thà ta view mùi nè layout mùi nè đi dùng dùng một phối chia custom mà thôi chỉ adapter và dương đại dương bàn giờ mà custom chẳng dương nghệ dương giờ lấy ảo này giờ mà chẳng dương ai ta sẽ vần này nó đảm bị define nơi ở layout vào việc chẳng dương hai ví dụ ok thì lý dương bỏ layout và dương nó custom layout và dương ok lý vi admin ấy thì vi con này chỉ dương làm bị define là layout để dương chọn vô màu và hàng ok hay anh lấy vô cái này đi dương ao về này nhú my view holder mà ok my view holder lấy view vào dương ok mình thấy dương return layout nằm tại ao view holder vào dương ok để dương bỏ ra bỏ view cho ao nhé ok đi ok anh chẳng phải to máu cái lại on my view holder này mình đây thay dương trợ bài dương trợ bài data pi pi na nào đam bay ao data và dương đã chơi được cái nào thì thay to thì vị description dương ban data ở bên này dương ban là data nó ở bên này chẳng data và dương ban tất cả được cái nào nè model new để mình pi đây nè nên chúng dùng tờ bài nhỏ ở là pi nó viết score này rồi mùi này chúng làm bài bài bán tìm mối dùng tờ hai ở dùng bậc ca đi mùi nó dùng bậc ca một đề đi mùi nó đã thấy một đề nhiều ok hay dùng ao giờ một đề như vậy dùng get smart nắng lý này xong mà những dot get position position born after giữa mùi mùi nó ok ok và tạo máy dương ao giờ tv nè tv dương hai tám holder và dương cứ hai đi chỉ sub class chúng đang bị hai má dương từ hai tám class đầu vía nên chúng dương ao holder viết dot tv title dot static chúng sạch tích dương ao để chỉ dương ao một đẻ dương hai tầng một đẻ đôi thay tầm lại vào viết sạch được trong class một đẻ lấy cho dương hai tầng một đẻ dot get title ok là lý do đôi kia này tv description dot sạch tích nên một đẻ được get description chứ mình nên thay đổi về dương ao tầm lại được không đi mùi string dương mùi mùi máu viên là người thân tầm lại đã ỏi nè chi vị nè mà error ý kiến ok đi chi ở miền error ý hả ok hay dương cái này ní dương return lý bởi dương đọt sai chắc mình đây ra lý bởi dương miên sai của má vì return ở phần năng vì bằng hai tìm lấy ở phần năng ok ok chắc mình xong thưa ca clean chạy ngồi mới vì admin ấy không thay vì error ok admin ấy thế vì đôi chìa
nhóm tra cleaner và chạy chào mình từ xa về Android về tháng của bạn đấy về ắt xe cái con ắt khâu em tại rồi tôi dùng clean và chạy mùi chào tới vì lên ai này có vẻ chẳng dùng ban custom nơi adapter và giờ ấy chẳng dùng cho được clan và giờ mình chẳng lại nếu như mấy như trời hai rồi constructor và giờ mà ok my custom adapter này adapter mười má adapter hay dùng bậc cao object mới ok new my ok trong cái lại này viết ra cả dùng bậc parameter này list list nó mới này tha à list đại dương bạn có đón là data ok link link này data và dưỡng chứng dưỡng là toàn link data thì dưỡng con là miễn dùng bỏ khá mối anh ấy chỉ dùng bỏ khá mối nè đặt tục nơi đi bỏ dưỡng chứng dưỡng toàn link data chứng là bởi bác cả data bán dưỡng bác cả là list mùi mà list này ý kế dưỡng chọn đặt này model và dưỡng ok model new và dưỡng này data mà ok new rồi link mùi mà ok tổ máy dương áo để ta và dưỡng đọt ẹt nó ẹt thấy dương bậc cả nữ một đề và dưỡng đã để ta cho chẳng phí và mẹ tờ và dưỡng nhưng dân dưỡng đã thang hello description mới đã thang hai bon chẳng thang ok dương miền copy thẳng nhóm chưa xây lũ ok anh dẫn bật tổ mới dựng đạo data liên bằng chầu nào data với dưỡng đại chịu hết lý nè bài nè cân nông adapter và dưỡng dưỡng ao dưỡng bỏ cho lý hiểu anh dẫn hồi nãy dưỡng bỏ cho lý mắc bò này chính dưỡng bàn adapter ca vì dưỡng rin lưu hiểu dạng lại nâng dưỡng ta là array adapter nâng này chẳng đọc về recycler và dưỡng cái trong custom visual anh chẳng chẳng ta là adapter mà ra custom nơi này nhé tổ máy dừng ơi recycler view bao giờ dot sub adapter box adapter cho là ok tận đắng ba này chứng dừng ai thưa cả rằng nữa error ở tới cả lắm ok mỏi ok đợi xa đây cặp tích mau vậy đợi xa thì dừng đã nói ở layout dương khó này nhưng chắc là lý dương ao dưa rep content mà à cái lại custom adapt custom layout mà dương lắm nên này để xa tầm mấy bên bia trên thông thông mà để xa thì dương dưa rep content chứ nó match và rèn chứ chúng đọc cái mà layout dương mùi mùi video pin mà screen chúng thuật mà screen bằng đo mà layout tiệt thuật mà screen bằng đo mà layout tiệt chứ là lý dương dưa ở dưa phần mà so là nó ok vì miền phần này vì miền là phần nắng do việc cắt phần nắng vì miền to tiệt nên nó dừng làm sao này ok khơi như chuột này mình chứng dừng ai ở khát vì mà sẽ tức khát khát yếu vì hai khát yếu khát yếu vì bị bệnh đi chuyển mặt khát chứ mặt cả thì mình tới vì này chứng dừng ai đâu là lấy ao ở dưới đó khát yếu ok cái lender đấy hỏi card card view ok card view làm miễn chung ok dùng chạm tích dùng từ layout nào mà dưới hay dùng cho từ card view ok để sang từ viết để nhóm dễ dần khan ví dụ từ cả add nơi dependency vào việc ok nhưng add tiên mới dùng add thôi mà nè thế ok chẳng dừng ai đặt khan trên bàn ấy khan ví dụ mà ok
khăn vô bây giờ. Ok. Dừng pra khác, dừng trâu pra relative nó layout bây giờ mình. Ok. Dừng bật time layout khá bị trả. Chẳng bị cười xa thấy dừng ai pra relative nghĩa là chỉ sai thế nè. Ok, nhưng xong cho mình internet đi. Ok nè. Khát bỏ vì ok. Create view nó. Ok. Anh đi dưỡng ào vô. Đọc nó. Thì margin bỏ vì đọc này nó ok. Chứ mấy dưỡng khuyên phía khóc lại để dưỡng bật khát view mà này. Ok, khơi nhỏ, khơi nhỏ mà khát mà khát đi chảnh chẳng là dương. Này, như xa thế này. Ok. Mình chẳng. Mình nói dương bà này, chóp với dương trạch lừa ai thầm mùi mùi. Ôi vì chảnh như chẳng, như thương mình. Ok, mình chẳng. Bởi sao được video nó quên về bài chứ vì dương quên chứ vô nhóm chọn gì detail thì đấy là này. Mình chẳng là dương nằm bà to với ca trạch nên lựa ai thầm mùi mùi nên lựa nơi video đầu tiên hay xong chú sắp xếp vào học nhé là mấy tựa mà video và đầu tiên. Ok, bye bye.